Chiều ngày 9 tháng 10, Bộ Tư pháp phối hợp với thành phố Uông Bí tổ chức tọa đàm đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của ngành tư pháp trên địa bàn thành phố Uông Bí hiện nay, khó khăn vướng mắc và giải pháp khắc phục. Tiến sĩ Võ Đình Toàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý Bộ Tư pháp dự chỉ đạo. Tham dự về phía thành phố Uông Bí có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Phòng Tư pháp thành phố Uông Bí là cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy định. Phòng Tư pháp thành phố chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh. Tại buổi tọa đàm, các đơn vị phường xã cũng như phòng tư pháp thành phố đã thẳng thắn nêu những khó khăn bất cập trong hoạt động. Cụ thể, công tác rà soát, xây dựng hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại các phòng ban đơn vị, ủy ban nhân dân các xã phường chưa được quan tâm đúng mức, cán bộ công chức kiêm nhiệm nhiều do biên chế giảm nên hiệu quả công việc bị ảnh hưởng. Về huy động báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại địa phương còn hạn chế, phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp còn nhiều vướng mắc. Kiến nghị giải pháp tháo gỡ những khó khăn nêu trên, Phòng Tư pháp thành phố đề nghị cần có thẩm quyền xem xét phân cấp nhiệm vụ chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện về các phòng, văn phòng công chứng và Ủy ban nhân dân xã phường, xem xét bổ sung biên chế cho ngành tư pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, khoa học công nghệ, phối hợp chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ công chức tư pháp.